Hôm nay ngày 7 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương để đảm bảo thời gian điều tra, làm rõ vụ án. Đây là lần thứ 3 gia hạn tạm giam kể từ khi bà Hằng bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân kể từ ngày 24 tháng 3 đến nay cả 3 lần tạm giam bà Hằng đều có sự phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Về việc gia hạn tạm giam này diễn ra sau khi Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ những người có vai trò đồng phạm với bà Hằng và đồng thời xem xét nhập vụ án này với vụ án có liên quan đến bà Hằng do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đang điều tra xử lý. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam 3 tháng kể từ ngày 24 tháng 3 đến tháng 6. Cơ quan tối tụng gia hạn tạm giam lần 1 với thời hạn 2 tháng. Giữa tháng 8, gia hạn tạm giam lần 2 đối với bà Hằng với thời hạn 20 ngày. Khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, YouTube và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau về chuyện bí mật đời tư cá nhân của các ông bà VNHL, bà NTMO, bà DTHN và gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của những người này. Bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận những nội dung bà phát ngôn về các cá nhân kể trên trong các buổi live stream trực tiếp là do bà đọc trên mạng Internet, đọc báo và nằm mơ chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh. Giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng là các nhân viên công ty cổ phần Đại Nam. Ngoài ra, có hai luật sư tham gia và phát biểu trong các buổi live stream của bà Nguyễn Phương Hằng cơ quan điều tra cho biết, các cá nhân sử dụng YouTube để chia sẻ thông tin liên quan đến Nguyễn Phương Hằng nhằm mục đích câu like, cơ quan chức năng cũng sẽ xác minh làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Bà Nguyễn Phương Hằng cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.